Có một cái câu chuyện rất là cảm động về người mẹ như sau, tôi xin được kể ở đây. Có một người phụ nữ nọ có chồng mất sớm, và bà đã phải một mình ở vậy nuôi con và lo cho con được đi định cư ở tại Hoa Kỳ. Và khi mà đứa con gái này lớn lên ở tuổi thiếu niên thì bà đã gom góp hết tất cả tiền bạc, vàng bạc để mà gửi cho con của mình đi định cư với người bà con ở trong gia đình. Và sau này cô thiếu niên này đã trở thành một người nổi tiếng và thành danh ở tại Mỹ. Tháng nào cô cũng đều đặn gửi cho mẹ của mình ở tại Việt Nam 200 đô la. Hết xuân này đến xuân kia, thấm thoát đã 10 năm trôi qua, cô gái này luôn viện hết cớ này đến cớ nọ để không về Việt Nam thăm mẹ ruột của mình. Một ngày kia, khi mà hay tin rằng mẹ của mình qua đời, thì cô gái này đã vội vã bắt máy bay để mà về Việt Nam làm đám tang thật to cho mẹ. Nhưng mà trong đám tang của mẹ của mình thì cô gái này không hề rơi một giọt nước mắt. Bởi vì cô nghĩ rằng là những gánh nặng trả hiếu mà mình phải báo trả cho mẹ đó, mình đã làm xong rồi, mỗi tháng 200 đô, như vậy là mình đã trả hiếu cho mẹ rồi. Và buổi tối trước ngày người ta đem chôn quan tài của mẹ dưới lòng đất, thì người ta đã trao cho cô một cái rương nhỏ của mẹ cô. Và khi cô mở chiếc rương mà bà luôn để đầu giường, thì cô chạy tới ôm quan tài của mẹ và gào thét lên như điên dại: "Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ tha tội bất hiếu cho con, bởi vì con là đứa con vô tâm." Thì ra trước mắt của cô là những tờ đô la, 100 đô la mới toanh. Và tất cả số tiền đó là khoảng 20.000 đô, tức là khoảng 60% số tiền mà cô đã gửi về trong suốt 10 năm qua. Tại vì cứ một năm thì bà tiết kiệm được 2.000 đô, 10 năm là 20.000 đô như vậy. Và số tiền này được gói kỹ cùng với những tờ giấy đã úa vàng, được dán với tấm hình của cô con gái mới lớn lọt lòng của bà. Trong đó có một tờ giấy nhỏ với nét chữ ngoằn nghèo của mẹ, viết như sau: "Mẹ cảm ơn con. Tiền nhiều quá mẹ xài không hết con à. Số tiền này mẹ để lại cho con, để dành phòng khi con ốm đau, có nó mà dùng nha con. Mẹ nhớ con lắm. Mỗi lần mẹ nghe tiếng xe Honda ở trước cổng là mẹ chạy ra ngoài sân để mà nhìn, và cho đến khi mà mất đi khỏi. Nhưng mà lần nào cũng đều không phải là của con. Con ơi, khi nào con về, mẹ mong con về." Và trong đêm tối quằn quại với sự đau thương khóc lóc, cô con gái này ngẫm nghĩ lại, mình đã có tất cả, nhưng mà cô đã mất đi một thứ vô cùng thiêng liêng trong cuộc đời của mình, đó chính là mẹ. Thưa quý bà chị em, Chúa ban cho mỗi người chúng ta đều có một người mẹ. Hãy trân quý mẹ của mình và cảm ơn Chúa vì những ngày mà mẹ còn sống bên cạnh chúng ta. Một khi mẹ ra đi, đó là lúc mà chúng ta không còn có mẹ nữa. Đừng bao giờ thể hiện tình cảm của mình khi đã quá muộn, nhưng mà hãy làm một điều gì đó cho mẹ của mình ngay trong ngày hôm nay. Một cái hôn lên vầng trán nhăn của mẹ, hay nói một câu nói mà bạn chưa bao giờ đã từng nói với mẹ. Hãy nói ngày hôm nay rằng con yêu mẹ nhiều lắm. Quý thính giả hãy chia sẻ video này rộng rãi trên mạng cộng đồng như một thông điệp cho những người con phải có hiếu với bố mẹ khi bố mẹ còn đang sống trên đất này.